Trận đấu giữa Argentina và Australia diễn ra lúc 19 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023 được dự đoán nghiêng hẳn về đội bóng đến từ Nam Mỹ. Nếu thi đấu nghiêm túc, đá hết sức Argentina thừa sức đè bẹp đội bóng xứ chuột túi. Tuy nhiên, đây chỉ là trận đấu giao hữu mang nhiều ý nghĩa quảng bá hình ảnh, truyền thông và thương mại nhiều hơn là tính chuyên môn trên sân. Vì thế, kết quả không quá quan trọng điều mà người hâm mộ muốn chứng kiến là những bàn thắng đẹp, pha bóng hay từ các ngôi sao như Messi, Di Maria. Còn nhớ đội tuyển Argentina đã có khởi đầu thất vọng tại vòng chung kết World Cup 2022 khi để thua Saudi Arabia ở trận gia quân tại vòng bảng. Tuy nhiên đó là trận đấu duy nhất họ để thua trong hành trình chinh phục chiến quốc vàng thế giới khi sau đó họ thắng cả 6 trận liên tiếp để giành chức vô địch, trong đó có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 4, 2 trên chấm luân lưu trước đội tuyển Pháp ở chung kết. Sau khi kết thúc hành trình và lên ngôi vô địch tại World Cup 2022 đến nay, nhà đương kim vô địch bóng đá thế giới đã có hai trận giao hữu và kết quả là họ đều giành chiến thắng, ghi chín bàn và không nhận bàn thua nào, đó là trước hai đối thủ cửa dưới là đội tuyển Panama và Curacao. Ở phía đối diện, đội tuyển Australia từng tạo nên bất ngờ tại vòng chung kết World Cup 2022 cho dù họ chỉ góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng tấm vé vớt. Cụ thể là họ đã vượt qua vòng bảng sau khi giành chiến thắng ở hai trong ba trận trước đội tuyển Tunisia và đội tuyển Đan Mạch. Tuy nhiên, Đội bóng đến từ xứ sở chuột túi đã dừng bước ngay ở vòng 1/8 khi thua chính đội tuyển Argentina với tỷ số 1-2. Nhìn chung, thực lực của đội tuyển Australia là khá hạn chế hơn nhiều so với Argentina, bằng chứng là tại vòng loại World Cup 2022 họ đã hai lần thua đội tuyển Nhật Bản, hòa Saudi Arabia trên sân nhà và thua trên sân khách. Theo các nhà cái châu Á, trận đấu gần đây nhất của đội tuyển Australia là thất bại với tỷ số 1-2 trước một đại diện đến từ Nam Mỹ khác là đội tuyển Ecuador điều đó cho thấy thực lực hiện tại của họ là khá hạn chế. Trong khi đó, đẳng cấp của nhà đương kim vô địch thế giới đã được Argentina chứng minh ở hai trận thắng dễ dàng trước đội tuyển Panama và Curaçao ở hai trận giai hữu gần đây, họ đã ghi tới 9 bàn và không nhận bàn thua nào. Vì vậy, Argentina được nhận định là kèo trên trong trận đấu này. Về tỷ lệ bàn thắng, theo các chuyên gia Argentina rất mạnh ở khâu tấn công, Bằng chứng là họ đã ghi 5 bàn sau 3 lượt trận tại vòng bảng World Cup 2022. Ngoài ra Argentina và đều ghi không dưới hai bàn ở bốn trận tiếp theo sau đó, kể cả trước đội tuyển Hà Lan, Croatia và Pháp. Trong khi đó, đội tuyển Australia đã nhận tới 5 bàn thua chỉ trong 3 trận gần nhất và cũng đều đã nổ súng 8 tận liên tiếp gần nhất trên mọi mặt trận, trong đó có trận thua với tỷ số 1-2 trước chính Argentina. Vì vậy, dự đoán đây là trận đấu có nhiều bàn thắng do hai đội chơi cờ mở đúng với tính chất của một trận giao hữu quốc tế nhằm thử nghiệm đội hình. Trong quá khứ, đội tuyển Argentina và đội tuyển Australia từng có tổng cộng 3 lần chạm trán, kết quả là cả 3 lần đại diện của Nam Mỹ đều giành chiến thắng. Ở vòng 1, 8 vòng chung kết World Cup 2022 vừa qua, đội tuyển Australia dù đã thi đấu rất nỗ lực nhưng họ đã không thể đứng vững trước sức mạnh của đội tuyển Argentina, một đội bóng sở hữu đội hình với rất nhiều siêu sao. Vì vậy, ở lần chạm trán này, sẽ rất khó để đại diện của châu Á có thể tạo nên bất ngờ và thất bại là điều đã được dự báo. Tự chung lại tại vòng chung kết World Cup 2022, đội tuyển Argentina từng thắng cách biệt đội tuyển Mexico, đội tuyển Ba Lan hay thậm chí là vượt qua đội tuyển Croatia với cách biệt ba bàn không gỡ. Ngoài ra nhà đương kim vô địch thế giới cũng đều thắng cách biệt cả hai trận giao hữu gần đây. Trong khi đó, đội tuyển Australia từng thua đậm 1-4 trước Pháp tại vòng bảng vòng chung kết World Cup 2022 và cách đây không lâu họ đã thua một đại diện khác của Nam Mỹ là Ecuador. Vì vậy, những phân tích trên tin bóng đá dự đoán đội tuyển Argentina hoàn toàn đủ sức vượt qua đối thủ này với một tỷ số cách biệt trước đội tuyển Úc trong trận đấu này. Được biết trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Australia diễn ra lúc 19 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2023 theo bạn giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Australia đội bóng nào sẽ giành chiến thắng hãy chia sẻ bình luận nhận định dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá nhé.